Ngửi rồi thì bây giờ mình sẽ thử nếm nha, một cái mùi vị nó làm sao. Cảm giác nó cứ nhão nhão trong mồm ấy. Xin chào những bạn đam mê câu cá, thích khám phá và thích chơi đổi lạ nhé. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người chúng ta sẽ tìm hiểu gói mồi câu có tên gọi là mồi câu cá số 1 Trung Hoa mọi người nhé. Gói mồi câu này hiện tại mình đang thấy bán rất là chạy, siêu hot luôn mọi người. Đây, thấy quảng cáo video các bạn nhìn thấy không? Cá ăn rất là mạnh luôn. Đây. Rồi cái cách người ta nhử cho cá ăn này. Đã ăn. Thích quá. Đây. Một gói mồi câu này mình mua với giá 12.000 đồng. Theo mình đánh giá thì so với trọng lượng của nó thì gói mồi câu này cũng khá là đắt đỏ, không phải là một gói mồi câu rẻ mọi người nhé. Đấy. Đây. Mình xem trên mạng mình thấy khá là gói mồi câu khá là to. Về đây thì mình nhận được gói mồi khá là nhỏ, chỉ bằng gói bột ngọt của chúng ta, gọi là gói bột canh bán oan ấy, súp bán oan ấy, rất là nhỏ. Đây, các bạn bằng bàn tay của chúng ta thôi, không lớn hơn đâu. Đấy, rất nhỏ gọn. Đấy, không biết ở trong gói mồi câu này có những cái thành phần mồi như thế nào mà nó hot như vậy, mà không biết có vị thơm và vị có cái vị gì mà cá quay trong video ăn xem rất là đã. Bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta sẽ mở cái gói mồi câu này ra, chúng ta xem kỹ gói mồi câu này nhé, xem cái mùi của nó có cái gì đặc biệt ở trong này nhé. Rồi mình sẽ bóc cái gói mồi câu này ra nhé. Bây giờ thì mình sẽ cần một cái đĩa, chúng ta sẽ sử dụng cái đĩa chúng ta bỏ đây nhé. Đấy. Rồi mình sẽ đổ vào cái đĩa này. Đây. Có khá là nhiều cái vảy gạo mọi người, bột dẻo mọi người. Đấy, vảy gạo, vảy nếp. Đây, thành phần để cho nó tạo dẻo cho cái mùi câu này, nó sản xuất khá là lớn, không nhuyễn. Đây, màu sắc của nó mọi người. Đấy, bây giờ mình đổ ra đây, chốc nữa mình sẽ ngửi thử xem cái mùi này làm sao. Đấy. Màu sắc cũng khá là đẹp, màu này mình khá là ưng đó. Bây giờ mình sẽ thử ngửi xem cái mùi câu này có cái mùi vị gì nhá. Trên bàn tay này chúng ta ngửi thử xem. Mùi cảm giác giống kẹo mọi người. Thơm giống như mùi trái cây, nó rất là khác biệt so với những cái mùi câu mà mình đã mua mọi người nhá, đã sử dụng nhá. Mùi rất là lạ, mùi cảm giác giống như những cái thanh kẹo mút của mình vẫn hay ăn hàng ngày ấy, giống những cái viên kẹo dẻo ấy, khá là lạ mọi người ạ. Thơm lắm, không biết có ma túy trong này nữa không. Bây giờ mình sẽ thử ngửi xem sao nhé, thử nếm xem sao. Ngửi rồi thì bây giờ mình sẽ thử nếm nha, một cái mùi vị nó làm sao. Cảm giác nó cứ nhão nhão trong mồm ấy. Mùi thì không có cái mùi, không có cái vị mặn hay là vị ngọt, vị rất là bình thường mọi người, giống như một cái tinh bột sản xuất ra của một cái ngũ cốc thông thường ấy. Không có cái mùi vị, không có vị mặn hay là vị ngọt gì nhé. Xem cái màu đỏ này có màu, có cái mùi vị nhỉ. Khá là giống với gạo tẩm mọi người, tẩm với một cái màu phẩm màu đỏ gì đấy, không có cái vị gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra xem mà đảo với nước thì nó sẽ nổi lên cái màu sắc gì nhé. Tiếp theo thì mình sẽ test cái mùi này với nước mọi người nhé, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái độ dẻo và độ sệt của nó, xem là có giống với những cái mùi câu của Việt Nam chúng ta sản xuất không nhé. Đây. Xem màu sắc nổi lên là màu gì nhá. Rồi, màu hồng, chuyển sang màu hồng mọi người. Lúc nãy đếm biết con đếm hăng quá, nhai luôn cả cái gạo tẩm này, có khi lại phải tức chuột để chết. Làm xong video này không kịp đăng này, vĩnh biệt luôn, học đăng xuất luôn, nguy hiểm quá. Làm video hết bị công hiến đấy mọi người nhé. Bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Mình đúng là mùi câu rất là đặc biệt, mình chưa thấy cái màu sắc nào mà kỳ lạ như cái màu này, như những cái bông hoa hồng ấy mọi người.
hồng nhạt, rất là đẹp. Màu sắc của mùi câu đánh giá là 10 điểm. Rất thích cái màu sắc này, công nhận. Từ ngày đi câu cá từ giờ mình thấy được mỗi cái màu sắc này làm cho mình mang cái cảm giác này, tạo cảm giác rất là lạ, đặc biệt. Màu thì thay đổi so với màu gốc từ ban đầu mọi người. Sau khi cho nước thì nó đã thay đổi màu sắc rất là nhiều, chuyển tông màu lên rất là mạnh. Mùi thì cảm giác đúng là, đúng là cái mùi câu thế hệ mới, quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Nó cảm giác nó chặt tay mà khi mà chúng ta vuốt cái mùi này ra thì mọi người, chúng ta đưa những cái ngón tay này ra, các bạn thấy không, mùi câu nó không có một cái độ dính luôn mọi người, không có cái cảm giác, nó không có cái độ dính như tay luôn ấy. Mùi câu này khi mà vo thì nó rất chặt, mà khi xả xuống nước nó tan nhanh thật. Đúng thật, cái mùi câu này quá là lý tưởng cho cái bộ môn câu đài. Mùi câu này thì quảng cáo là câu cá rô phi này, câu cá trôi này, câu cá chép. Mùi câu này đã thật, thích ghê. Để từ ngày mà làm review mùi câu cho tới bây giờ là mình thấy cái mùi câu này xuất sắc. Bạn nào đi câu cá, không biết là các bạn nào câu được cá, các bạn nhớ phản hồi cho mình xem vậy nhé. Mình thì lần đầu tiên là mình review cái gói mùi câu này đấy, mà mình chưa đi câu gói này. Hôm nào có lẽ là mình phải làm một cái video test cái mùi câu này ngay lập tức luôn. Nhưng mà thời tiết dạo này không được thuận lợi cho lắm. Nó ở mình ở miền Trung nó khá là lạnh. Hiện tại ngày hôm nay mình đang ngồi ở đây, nhiệt độ có lẽ cũng phải tụt xuống tới 12, 13 độ C rồi đấy. Các bạn nào sử dụng mùi câu này rồi, không biết có cái cảm nhận gì về cái mùi câu này, các bạn cho một bình luận đó nhé. Mùi câu này mình thấy các bạn nào đi câu đài này, câu lăng xê này, chúng ta câu xả ủ, loại mùi câu này hơi phí. Các bạn nên, theo mình thì các bạn nên xả bằng mùi câu của chúng ta, mùi câu chúng ta tự làm ấy, hoặc là mùi câu của Việt Nam chúng ta xả thôi. Mùi câu các bạn nên đeo ra sử dụng, bắt trực tiếp vào lưỡi luôn nhé. Mùi câu này nó có cái khối lượng khá là hạn chế, khi mua khá là mắc tiền, nên các bạn sử dụng câu vắt thì nó hay hơn. Các bạn câu xả thì nó quá là lãng phí, bởi mùi câu chúng ta là rất là ít mùi đấy. Cho nên là các bạn nhớ nhá, và chúng ta có thể là điều chỉnh trong cái hướng dẫn của người họ, thì họ có hướng dẫn chúng ta là điều chỉnh mùi vào, kết hợp với những cái mùi có sẵn của chúng ta, kết hợp tất cả các cái mùi trên thị trường thì nó khá là hay. Mùi câu này thì mình cho 10 điểm là cũng muốn cho thêm điểm nữa cơ, bởi vì nó khá là tuyệt vời luôn đó. Chúng ta không cần phải cho tơ nhện vào nữa, chúng ta đã ngoắc lưỡi vào được luôn. Các bạn ngâm mùi sau tầm khoảng cỡ 5 phút thì mình chắc chắn rằng cái mùi câu này còn dẻo và nhuyễn, mà đồng thời nó móc lưỡi ạ, khá đẹp. Phải nói là đến cái tỷ lệ mà pha đảo về các cái thành phần như chất dẻo này, tinh bột này, rồi những cái thành phần mồi câu ở trong này, mình thấy là họ kết hợp khá là nhuần nhuyễn, từ cái màu sắc tới cái chất vị cho nó, để tạo lên một cái chất mồi khá là êm, vuốt vào tay êm lắm, không có chất sơ quá nhiều, và cái độ dính cũng không quá lớn. Độ rã thì cao, độ phân rã trong nước mình chắc chắn là sẽ rất là cao. Mình sẽ thử một cục mồi mình ném vào nước thử xem nhá, xem là nó có rã ngay lập tức không nhá. Bây giờ cũng đã trôi qua một khoảng thời gian rồi đấy, bạn thấy không, chỉ cần lắc nhẹ 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 là cái mồi này đã tan này. Mình đã vo khá là chặt rồi đấy. Mùi câu này các bạn định ngâm tầm 5 phút nữa thì các bạn không sợ nó rạ mạnh nữa mọi người nhé. Các bạn có thể thả xuống mặt nước, sau đó các bạn để ngâm xuống nước thì nó sẽ rạ theo thời gian của chúng ta ấy, thì chúng ta dễ bắt được cá. Đấy. Ở đây thì mình làm khá là nhanh, mình chỉ làm trong vòng cỡ 30 giây 1 phút thì chắc chắn là mùi câu chúng ta sẽ rạ nhanh rồi. Các bạn ngâm trong vòng 5 phút, mùi câu này nó sẽ rạ theo thời gian ấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Các bạn nào mà muốn mua sản phẩm này mình để đường link ở phía dưới nhé. Các bạn nhớ kích vào đó và chúng ta
hãy mua hàng, mua ngay gói mùi câu này chúng ta về sử dụng, chúng ta thử trải nghiệm xem cái mùi câu này như thế nào nhé. Xem cái ngày hôm nay là mình đánh giá đây là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng giống như một cái cô gái xinh đẹp ấy, nó màu hồng rất là đẹp. Như vậy là mình cũng đã review khá là kỹ về cái mùi câu này mọi người nhé. Các bạn nào mà thích sản phẩm này thì nhanh tay đăng kích vào cái phần mô tả đó, các bạn mua hàng và các bạn cũng có thể tham khảo cái sản phẩm này ở đây khi mà các bạn không muốn mua sản phẩm này nhé. Bây giờ mình cũng xin phép dừng lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình từ đầu tới giờ nhé. Xin chào tạm biệt.